Alo, anh gọi tôi có chuyện gì không? Không biết là hôm nay anh có hẹn Nhã Hương, vợ của tôi đi đâu không? Không, nhận được một bài học từ anh rồi. Nên nếu mà tôi muốn mời cô ấy thì tôi sẽ gọi điện thông báo cho anh mà. Mà sao lại gọi điện hỏi chị Nhã Hương vậy? Đã xảy ra vấn đề gì giữa hai người à? Không có. Tại vì cô ấy nói là đi ra ngoài đi dạo, nhưng mà tôi gọi điện thoại hoài mà không được, cho nên tôi thấy lo. Gọi điện thoại anh hỏi thăm gì mà. Thôi xin chào anh nha. Chào anh. Xin lỗi đã làm phiền anh. Không có gì. Quyết định. Phụ nữ mà muốn lấy lòng đàn ông, trước tiên á là mình phải biết làm đẹp. Chị coi đi, đẹp hơn trước không? Trời ơi đẹp quá à. Màu son xuất sắc. Trời ơi đẹp quá em ơi. Trời ơi cái mặt chị sáng ra, đẹp quá đẹp em ơi. Đẹp quá em. Trời ấn tượng quá à. Chị thích cây son này quá. Em cho chị đi. Hết, không được đâu. Em thích cây son này lắm. Mỗi lần mà em đánh cây son này lên, ai nhìn cũng thích hết trơn á. Đánh son này ai nhìn cũng thích hết hả? Cảm ơn em nha. Trời ơi, ai mà đẹp thế kia? Mỹ nữ chứ ai. Đẹp, màu môi hợp với bộ đồ của chị ha, làm nổi bật cái tính cách của chị luôn á. Còn nữa, chị chờ nha. Chị thấy sao, đẹp không? Cho chị hả em? Đẹp quá à. Cầm giùm chị, cầm giùm chị. Mà chị mỹ nữ làm gì vậy? Thay áo. Trời ơi, cái này em cho chị mà, chị cứ đem vào phòng thay đi. Nhưng mà nó đẹp quá à. Trời ơi, chị nôn mặt nó quá à. Trời ơi. Trời ơi, chị mà thay chậm một chút á là chị chết liền đó em. Trời ơi, cảm ơn em nhiều nha. Dạ. Trời đẹp quá. Chị quên cái áo nè. Cảm ơn em nhé. Trời thích quá à. Áo đẹp quá à. Thương em lắm á. Em đẹp mà cái áo này cũng đẹp nữa. Trời ơi thích quá à. Không cảm có ơn chi. Nha. Trời thích quá à. Các điều khoản đã bàn xong rồi. Vậy tôi xin phép để tôi đưa cô về khách sạn. Không cần đâu. Tôi cũng chưa có ý định về khách sạn vào lúc này. Hôm nay tôi có nhiều thời gian rảnh rỗi. Cô muốn đi đâu tham quan, tôi sẽ đưa cô đi. Mình có nên tiếp cận và tìm hiểu anh ta nhiều hơn không? Rõ ràng đó là điều mình đang muốn mà. Không cần đâu. Như vậy thì phiền anh lắm. Vậy tôi cũng không muốn miễn cưỡng cô. Tôi đi trước nha. Em ơi, tính tiền. Dạ. Không cần đâu. Để đó tôi tính. Tôi muốn ngồi thêm ở đây. Vậy tôi xin phép. Nhưng từ khi vợ tôi mất, tôi lại thấy chỉ có cái đắng của cà phê mới làm dịu được nỗi đau trong lòng mình. Em ơi, cho chị một ly cà phê đen, không đường. Dạ. Alo, tôi nghe. Xin hỏi quý khách có muốn trả phòng không ạ? Khi nào tôi muốn trả phòng, tôi sẽ báo cho cô biết. Dạ, cảm ơn quý khách ạ. Dạ. Chuyện gì vậy chứ? Mà kệ cô ta đi. Tại sao mình phải chờ cô ta chứ?
Cô đang ở đâu sao cô không bắt máy đi trời? Mình thật ngớ ngẩn. Bản thân mình đang muốn gì đây chứ? Sao cứ đi trong vô định như vậy? Cô đang giở trò gì đây chứ? Tôi không rảnh chờ đợi cô đâu. Cô trả lời cho tôi biết đi. Anh ta phải nghĩ tới mình thôi. Dù cho đó là sự quan tâm nhằm vào mục đích gì, nhưng đó không phải là điều mình muốn. Bản thân mình lại nghĩ tới một điều khác, một người khác. Chúc mừng chúng ta có một buổi tối vui vẻ. Sao anh lại nhìn tôi vậy? Cô biết không, lâu rồi tôi không có cảm giác ấm áp như vậy. Có lẽ là do công việc của anh bận rộn thôi. Không, tôi vẫn có những cuộc hẹn, nhưng chưa có cuộc hẹn nào làm cho tôi có cảm giác giống như lúc này. Lúc trước tôi cũng hay nhận được những lời nói đùa như vậy. Có phải anh cũng đang muốn đùa với tôi phải không? Cô nhìn tôi có giống như đang nói đùa không? Tôi cũng không hiểu nguyên nhân từ đâu mà tôi lại có suy nghĩ bản thân mình có thể mở lòng với cô như vậy. Chị ấy là vợ của anh phải không? Phải. Tôi từng có một mối tình thật đẹp. Đó là câu chuyện của hơn 10 năm trước. Khi tôi chưa có sự nghiệp vững vàng trong tay, tôi và vợ tôi yêu nhau đến không thể rời xa, nhưng luôn bị gia đình bên vợ ngăn cấm. Lúc đó có thể nói tôi là một con người hoàn toàn khác so với bây giờ. Thích ăn chơi, tụ tập với bạn bè. Nhưng khi gặp cô ấy thì tôi đã hoàn toàn thay đổi. Vì quá yêu tôi nên lúc cô ấy mang thai, hai chúng tôi đã trốn nhà để sống cùng nhau. Chúng tôi sống thật hạnh phúc bên nhau. Tôi không ngờ cái ngày chờ đợi đứa con của tôi ra đời là cái ngày mà vợ tôi đã rời xa tôi mãi mãi. Thật đáng buồn. Tôi xin lỗi. Tôi đã khiến cho cô phải buồn vì chuyện cũ của tôi như vậy. Tôi phải cảm ơn anh mới đúng chứ. Vì anh đã coi tôi như tri kỷ mà không ngần ngại chia sẻ chuyện riêng tư của mình. Dù chúng ta chưa hề thân quen, nhưng mà tôi sẵn sàng lắng nghe chia sẻ của anh. Tôi cũng không nghĩ chúng ta lại có duyên với nhau như vậy. Sự quan tâm nồng nhiệt, sự bất cần và cả một bí mật ẩn sâu trong con người đó, mình thấy thật tò mò. Anh đi theo tôi hả? Tôi cũng từng có những ngày đi rong ruổi mà không xác định được mục tiêu giống như cô vậy. Đó là lúc trong con người tôi đang mất đi phương hướng, không biết mình cần gì và muốn gì. Những lúc như vậy á, một ly cà phê đen không đường sẽ giúp cho trí óc thư thả hơn. Anh nói đúng. Tôi đúng là đang trong tâm trạng như vậy. Vậy lúc đó anh đã làm như thế nào để vượt qua tâm trạng đó và lấy lại thăng bằng? Cô thử uống một hớp cà phê này và nhắm mắt lại, để cho cảm xúc trôi theo bản năng.
Dạ, con mời hai bác uống trà. Đây là trà sâm dứa, rất có lợi cho tim. Không ai sai cô làm việc này hết. Đi đứng pha nước sôi, rủi té hay phỏng, rồi ảnh hưởng tới cháu tôi sao đây? Dạ, con sống trong nhà này, được hai bác cưu mang, mà con không làm gì, con ngại lắm. Con chỉ muốn làm mấy việc nhỏ nhặt để cảm ơn hai bác thôi. Không cần đâu. Nhiệm vụ của cô dưỡng thai cho tôi là được rồi. Đừng có bày trò nữa. Cô về phòng của mình đi, đừng có ở đây rề rà, làm tôi khó chịu lắm. Dạ, vậy con xin phép về phòng. Con xin phép. Sao bà cứ khắt khe quá vậy? Con nhỏ chỉ có ý tốt, bà không nhận thì thôi. Đừng có nặng nhẹ với nó như vậy. Tôi không có thiện cảm với con nhỏ này một chút nào hết. Mà cho dù có, tôi cũng không thể hiện ra mặt. Không khéo nó lại hiểu lầm là nó được thay thế con Hân làm dâu trong cái nhà này. Đừng có hòng, không bao giờ xảy ra cái chuyện này đâu. Chào chị. Dạ, chào anh. Chị đi chùa lễ Phật hả? Dạ. Bọn chị ở tương trường bao nhiêu năm, bây giờ tôi thấy mệt rồi. Thời gian này tôi chỉ thích đi chùa để nghe thầy thuyết pháp, rồi về nhà ngồi thiền, tập dưỡng sinh. Công việc thì gần như tôi muốn giao hết cho thằng Bảo quản lý. Không biết Ngọc Anh sống bên đó như thế nào? Nó có làm gì phật ý anh chị hay không vậy? Ngọc Anh là đứa con gái tốt. Chuyện xảy ra như vậy, tôi cũng thấy có lỗi với con bé. Tôi thấy Ngọc Anh cũng dần quen với bên Gia Hưng rồi. Dù cái thế nào, tôi cũng có hướng thu xếp để tránh cho Ngọc Anh bị tổn thương ít nhất. Chị cũng đừng quá lo lắng. Dạ, được như vậy thì tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Không thể có chuyện ông Hải lại có liên quan trong việc muốn xô đẩy mình tới với ông Quân như lời ông Bách nói được. Một người sống chan hòa, hiểu chuyện và cư xử tử tế như ông Hải không thể nào làm những chuyện như vậy được. Có điều này không phải, nhưng nếu cứ để trong lòng, tôi thấy bất nhẫn với bản thân mình quá. Nên tôi muốn hỏi anh. Là chuyện gì? Chị cứ nói đi. Chuyện dù là như thế nào thì tôi cũng muốn nơi thiêng liêng này sẽ hóa giải hết mọi điều trong quá khứ. Mà thật ra là chuyện gì mới được chứ? Ông Bách, ba của Ngọc Anh, chồng cũ của tôi, có phải là nạn nhân của một ý đồ xấu xa của ai đó hay không? Mà anh có biết điều đó hay không? Tôi biết. Cả anh và ông Quân đã hại ông Bách chỉ vì muốn tôi chấp nhận làm vợ ông Quân, đúng không? Chỉ đúng một phần thôi. Chuyện đã qua lâu rồi, tôi cũng chỉ cần biết như vậy thôi. Cảm ơn anh nhiều lắm. Chào anh. Chào chị. Đồ bảy, đi đi. Nói bồi. Giữ ta. Có thì ăn đi, nhịn gì không biết nữa. Đánh bài mà mày nghiệm quá mày ơi. Xuống luôn, đói heo luôn. Cho
Trời ơi. Đi đấy. Qua luôn. Sao? Chắc thua quá. Xui cho em yêu. Tử quý bời. Tới nhà. Tới nhà. Tốn theo luôn. Thì sao? Đi đi. Đây. Tới luôn à. Hết chưa? Má. Sáng giờ xui. Thua quái gì ta? Chửi gì mày ơi. Có ngày đỏ thì phải có ngày đen chứ. Xui quá à? Muốn gỡ không? Chơi gì lớn lớn chút xíu đi. Lớn là sao? 5-10 đi, chứ chơi cái này ít quá, không có sướng. 5-10 là nhiêu? 5 xị một chai đi. Gì gì dữ vậy cho nội? Không đủ tiền hả? Về đi. Chơi luôn. Ê, có khi nào mày đái xong mày vô quýnh bài thắng không mày? Về đi, nói nhiều quá. Lẹ nha. Ừ. Chị đi vô liền hả? Hôm nay xui mặt bí sĩ. Trốn kịp. Không thôi là vô trong trống nữa rồi. Ma luôn. Đúng là cái số chó mà. Mất sạch sẽ nó hết tiền nữa rồi. Tặng cô nè. Cảm ơn anh. Hôm nay tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Cảm ơn gì được gì? Cảm ơn vì anh đã đi với tôi trong ngày hôm nay. Tâm trạng của cô sao rồi? Thì đành trôi theo cảm xúc của tôi. Bây giờ theo cảm xúc của mình. Tôi không muốn nghĩ gì cả. Thật khó có thể tin một ông giám đốc giàu có và thành đạt như anh lại có thể đi bộ và ăn vặt lề đường, chơi trò chơi trẻ con. Cũng như cô đã nói đó thôi. Thả trôi cảm xúc, quên đi địa vị và trút bỏ gánh nặng tiền tài thì con người mình trở nên nhẹ nhàng hơn thôi. Bây giờ tôi có định hướng cho mình rồi đó. Tôi sẽ về nhà trút bỏ bộ quần áo bụi bặm nè, và lên giường ngủ một giấc thật ngon. Tôi cũng nghĩ như vậy. Một lần nữa cảm ơn anh. Một đối tác vô cùng đặc biệt. Vậy cô có thể xem tôi là người bạn chứ? Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Bất cứ lúc nào anh cần chia sẻ, tôi sẽ là người lắng nghe.
Cô vô đây. Anh làm cái gì vậy? Cô trả lời tôi biết đi. Cả ngày hôm nay cô đi đâu? Anh lấy quyền gì mà chất vấn tôi? Cô thật là quá đáng. Cô đừng có nghĩ tôi giống như là con rối của cô vậy. Không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ có chuyện đó. Tôi không bao giờ làm con rối như cô sai khiến đâu. Tôi đâu có ép anh phải làm như vậy. Chính anh nói anh sẽ về trước, rồi bây giờ anh ở lại là tự ý của anh. Sao bây giờ lại trách móc tôi? Cô có biết là cả một ngày tôi mất thời gian vì sự vô cớ của cô không? Cô đừng có làm gì gì cũng luôn nghĩ cho mình là ông trời là nhất có được không? Cô phải suy nghĩ cho những người xung quanh của cô nữa chứ. Thật không ra làm sao hết. Tại sao tôi lại phải bị cuốn vào những chuyện dớ dẫn của cô? Tôi không thể nào đoán được cô đang muốn gì, nghĩ gì. Và ngày mai cô sẽ thay đổi ra sao? Tất cả tôi sắp bắt yên lên rồi. Khi phải suy nghĩ, phải đối phó với sự thay đổi của cô. Xong chưa? Anh coi đi. Tôi đã xem xét và thỏa thuận xong hợp đồng rồi. Bây giờ anh có ký hay không là quyền của anh. Nhiệm vụ của tôi vô Sài Gòn đã hoàn tất rồi nha. Tôi mệt rồi. Để tôi ngủ đi, buồn ngủ quá. Giờ đây ai còn điện ồn ào vậy? Số máy lạ, không biết ai. Bà mẹ bà, bà dám tắt máy hả? Bà đụng tới thằng Bách này, bà chán sống rồi. Sao bà tắt máy đi, ồn ào quá vậy? Ông ngủ đi, để tôi ra ngoài nghe. Biết đâu có chuyện gì gấp thì sao? Alo. Bà chịu nghe máy rồi à? Bây giờ tôi vô gặp thằng cha giám đốc đó. Tính sổ với bà một lần luôn nghe chưa? Đừng, ông đừng có làm như vậy. Tôi biết lỗi của tôi rồi. Ông đi đi. Có gì ngày mai tôi sẽ gặp ông. Cái gì? Gặp bà làm cái quái gì? Hả? Tôi chỉ muốn hỏi số điện thoại của con Ngọc Anh thôi. Bây giờ ở bên đó, con Ngọc Anh không nghe máy được đâu. Khuya nó thường không để máy. Ông cứ về đi. Ngày mai mẹ con tôi sẽ chủ động gọi cho ông. Bây giờ ông mà làm lớn chuyện lên cũng không được gì hết. Nè, nói là phải giữ lời đó nghe chưa. Lần sau nếu như không nghe máy, tôi không để yên cho bà đâu. Mà nhớ đó, biết chưa? Rồi rồi, tôi biết rồi mà. Ngủ ngon nha. Giờ này ai còn gọi điện thoại cho bà vậy? Là người bạn làm chung với tôi ở nhà máy lúc trước. Không biết sao mà bà có số của tôi. Rồi sao? Rồi sao hả? Sao bà gọi giờ này? Tại
Con bà đi cấp cứu cho nên bà gọi mượn tiền. Bà có gặp bà, nói bà lịch sự một chút nha. Gọi gì nửa đêm nữa không? Dì Hoa, dì Hoa. Dạ. Xuống tôi nhà chút. Dạ. Tôi xuống liền. Dạ thưa cậu. Sao dì lại để bức tranh này bụi quá vậy? Dạ tôi mới lau hôm qua đó. À, xin lỗi cậu. Thôi để tôi lau lại. Dì giúp tôi giữ gìn nó nha. Dạ. Dì cũng biết đối với tôi nó quý ra sao mà. Dạ tôi biết, tôi sẽ kỹ lưỡng hơn. Ừ. Dạ. Tôi đi công tác, mai mới về. Bà ở nhà đừng buồn nha. Tôi biết rồi. À, bà ở nhà cũng tranh thủ đi khám bác sĩ đi. Ủa, tôi có bệnh gì đâu mà phải khám bác sĩ. Sao bà nói với tôi bà bị dị ứng da? Tình trạng nó để lâu không tốt. Tôi quên. Được rồi. Thôi, tôi đi nha. Đi rồi mình mới thấy nhẹ nhõm. Cũng may là ông đi công tác vào lúc này, chứ nếu không phải đối phó với hai người đàn ông này, mình không biết phải làm sao nữa. Mình không thể không cho Ngọc Anh nó hay chuyện này. Ông bắt mà không gặp nó, nhất định ông sẽ làm lớn chuyện lên cho coi. Con nghe nè mẹ, con biết rồi, con sẽ về mà. Để con xin phép hai bác cái đã. Dạ con mời bác dùng trà. Muốn gì thì nói đi. Dạ, con muốn xin phép bác con đi chùa con cầu an, cầu cho gia đình mình được bình an và nhiều sức khỏe. Cô nghĩ sao vậy? Cô lúc nào cũng bài vẽ. Tốt nhất là nên ở nhà đi. Chùa chiền thì đông người như vậy, dễ va chạm, rủi té ngã sao đây? Dạ, tại gần đây con thường hay nằm mơ, với lại con bị mất ngủ thường xuyên, nên con muốn đi chùa cầu nguyện cho tâm thanh tịnh, cho đứa bé trong bụng con được mạnh khỏe. Nếu bác lo con đi một mình bị gia chạm, bác cho chị Mỹ Nữ với anh Tám đi với con cũng được. Họ giúp mang ít gạo và con sẽ cầm ít hoa quả để cúng dường. Tại con cũng vì đứa bé, con muốn nó được bình an khi sinh ra. Được rồi, đi thì đi đi. Dạ, con cảm ơn bác. Dạ, con xin phép bác con vào phòng chuẩn bị. Nữ ơi! Dạ! Ủa? Chùa là cái nơi luôn rộng cửa mở để đón nhận nhân sinh mà sao chỗ này nó kín mít vậy ta? Thiết nghĩ đây là nhà chùa hay là nhà nuôi yến vậy ta?
Phương Ngọc Anh, mở cửa giùm tôi đi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Nhị, mở mắt ra nhìn kỹ coi có cái lưu hương nào đâu mà đứng năm không. Ủa cô Ngọc Anh, sao nãy cô nói với bà chủ là mình đi chùa mà sao ở đây không có chùa gì hết trơn vậy cô? Tại tôi thấy hơi mệt nên tôi muốn ghé nhà nghỉ một chút. Hai anh chị cứ đem hoa quả lên chùa cúng giùm em. Hả? Xong rồi hai người được tự do, muốn đi đâu thì đi. Tới chiều thì quay lại đây đón tôi về. Ủa cô nói vậy là cô cho tụi tôi đi chơi riêng đó hả cô? Cảm ơn cô nhiều nha. Mình được đi chơi riêng rồi Tám ơi. Cô ở nhà còn nhiều việc làm chưa xong nè. Dạ cảm ơn cô. Cô nhưng mà ở đây tôi thật ra tôi thấy anh chị cứ hẹn hò trong nhà hoài cũng không thoải mái. Hơn nữa ở trong nhà chị cũng đâu có thể nào mà trang điểm hoài, không thể nào phát huy được sắc đẹp của chị. Cho nên em tạo cơ hội này cho hai người hẹn hò thoải mái một chút. Trời ơi, sao cô vừa đẹp người mà vừa đẹp nết nữa nè. Tám ơi, có khoảng không gian riêng rồi nè. Trời ơi, không biết có thoải mái không mà thấy tôi còn gò bó quá. Thật ra em cũng xem chị nữ giống như là chị em thân thiết ở trong nhà, không có gì phải giấu đâu. Em sẽ giúp cho hai người được ở gần nhiều hơn. Dạ cảm ơn cô. Sau này nếu như có cơ hội em sẽ nói với anh Bảo cho hai người cưới nhau luôn. Hả? Cô nói sao? Cô sẽ nói với anh Bảo là cho tụi tôi cưới nhau hả? Anh Tám ơi, vậy là mình sẽ cưới nhau kìa. Em sắp có chồng rồi anh Tám ơi. Trời ơi, tôi không quen cái cảm giác này. Dạ cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Chứ giờ em có khi nào nói sai điều gì với chị đâu. Dạ. Làm được gì cho chị là em vui rồi. Cô làm tôi xúc động quá, cảm ơn cô nhiều nha. Không có gì đâu. Tôi cảm thấy rung động quá, rung sợ. Anh này, từ từ đi rồi anh sẽ hết rung mà. Thôi, anh chị đi, tranh thủ để có thời gian ở bên nhau nhiều hơn. Dạ, cảm ơn cô nha. Nhớ chị tôi đón tôi nha. Cảm ơn cô nhiều nha. Đi. Dạ, đi. Anh Tám. Gì vậy? Xuống đây với em nè. Tôi ngồi trước quen rồi. Xuống đây nè. Không được, tôi ngồi trước tôi quen rồi. Không được mà, tôi nói không được mà. Đừng. Ta đỡ. Cứu tôi. Cảm ơn cô nha. Cô. Ai trời ơi, chắc tôi chết quá. Ai trời ơi, bỏ ra cô. Im đi. Chị mang món nợ ân tình thì có lúc chị cũng sẽ phải trả lại cho tôi thôi. Hãy tận dụng cơ hội cho thật tốt đi, sau này còn trả lại cho tôi. Tội nghiệp cho con, cũng tại mẹ bất lực không giúp được gì cho con nên con mới ra nông nổi như vậy. Bây giờ lại còn thêm chuyện của ba con. Ông làm muốn gì nữa mẹ? Sao không lấy tiền rồi còn quay lại làm phiền hai mẹ con mình nữa vậy mẹ? Mẹ cũng không biết phải làm sao nữa. Nếu con không ra gặp ổng, ổng mà làm lớn chuyện lên, lúc đó không biết phải làm sao. Hay là mẹ con mình cứ đi gặp ổng rồi từ từ tính nha. Chuyện gì vậy mẹ? Dượng con. Để sao? Để sao hả? Nếu tôi không về đồng sức thì làm sao tôi biết bà lâu đây giấu tôi, hẹn hò chứa chấp tôi trong cái nhà này. Còn mày á, mày đúng là cái thứ ăn cháo đá bát, rủ bỏ công dữ dụng của tao đi cướp chồng con gái tao. Mày mau ra khỏi nhà tao đi. Ông à, tôi xin ông đó. Ông, tôi là người có địa vị, có uy tín ở đây, loại người thiếu nhân cách như nó không xứng đáng để bước chân vô cái nhà này, mày hiểu không? Ông à, ông đừng nặng lời với nó không muốn đâu. Chính con gái của ông mới là người đi cướp tình yêu của tôi. Tôi chỉ là nạn nhân mà thôi, thì tại sao tôi không có quyền giành lại tình yêu của mình chứ? Còn ông thì sao? Rồi sao? Hả? Rồi sao hả? Ông là một người đàn ông ích kỷ. Mày, bao nhiêu năm qua ông coi mẹ tôi là cái gì? Là một người quản gia không công tại cái nhà này hả? Ngọc Anh à, tại sao ông lại đối xử bất công với mẹ con tôi như vậy? Ngọc Anh, con đừng có nói như vậy nữa con. Mày đi ra khỏi nhà tao, đừng bao giờ cho tao thấy mặt mày nữa. Đi thì đi,
Từ lâu tôi đã không thèm trở về cái nhà này nữa rồi. Nếu như không có mẹ tôi thì tôi sẽ không bao giờ đặt chân vào cái nhà này nữa đâu. Mày... Còn ông, ông đã hứa với mẹ tôi như thế nào? Ông nói lo lắng cho mẹ tôi, nương đỡ tôi, cho nên mẹ tôi mới chấp nhận về đây sống với ông. Rốt cuộc mẹ con tôi bị hất hủi, chèn ép. Ông đã nói những gì ông nhớ không? Sẽ có một ngày ông hối hận với những gì ông đã đối xử tệ bạc với mẹ con tôi. Đi, đi ra khỏi nhà tao. Đi ngay. Ngọc Anh, Ngọc Anh à, Ngọc Anh. Giận con giận nên nói vậy thôi, con đừng có để bụng. Con chỉ nói những gì uất ức của mẹ con mình phải chịu trong bấy lâu nay. Ông không có quyền ngăn cấm mẹ con mình. Mẹ xin lỗi con, Ngọc Anh. Mẹ cứ ở lại đây đi, con sẽ tự biết lo cho mình. Đến một lúc nào đó con có chỗ đứng ở gia hơn, con nhất định sẽ quay trở lại đây đón mẹ. Ngọc Anh, con... Ngọc Anh,